tay sạc pin nhé. Các bạn chú ý lại trong cái phần định dạng, trong phần định dạng của mình nhìn kỹ các cái bảng thì bảng đầu tiên là nó hơi phức tạp để cho các bạn hình dung được các cái kiểu định dạng thường dùng ở trong một bảng Excel. Như vậy thì thầy sẽ sử dụng ở đây, thầy cũng chưa quan tâm là nó có cái gì. Chỗ này thầy sẽ ghi ở đây là giờ, ở phía trên này là thứ, nó có thứ hai, ba, tư, năm, sáu, bảy. Và phía dưới này, chỗ này nó có giờ 6 2.50, 6 2.50, 9 2.25, 12 2.30, 15 2.05, 17 2.45. Rồi bây giờ chúng ta kẻ bảng được rồi đó. Bảng của mình nó có chừng đây dòng, chừng đây cột. Như vậy thì lúc mà chúng ta bôi đen, các bạn ở phía trên này các bạn sẽ nhìn thấy một cái biểu tượng của kẻ kẻ khung. Mình cứ kẻ đầy đủ cái đã, rồi tí nữa tính tiếp. Kẻ cho nó ra cái bảng nó hình thành đã. Ở đây thì chúng ta có giờ, thứ và cái dấu gạch. Ở chỗ này thì lại không có ô, chỗ này thì lại không có, đúng không? Như vậy thì các bạn có thể định dạng từ từ. Mình sẽ có chỗ này là màu xanh. Mình định nghĩa cái đoạn này màu xanh đi. Đó, các bạn có thể chọn màu ở đây, hoặc các bạn chọn màu ở đây. Có hai màu nhé, màu nền và màu chữ. Như vậy mình có thể chọn màu nền. Mình chọn màu nền xong. Cái chỗ mà giờ nó đi vô đến thứ luôn. Như vậy cái ô này chúng ta sẽ chọn ô. Và phía trên này nó có cái biểu tượng các bạn, merge, merge and center. Như vậy thì chúng ta sẽ chọn vô biểu tượng này. Chọn từng ô nhé, chọn từng ô, nó sẽ merge vô cho chúng ta. Đó, mệt vô nha, mệt. Rồi, ở chỗ này chú ý nè, nếu như các bạn chọn nhiều ô thử xem nào, và không có bấm vô đây mà các bạn bấm vô phía dưới chọn ở đây, thì chuyện gì xảy ra? Nó mệt cho chúng ta theo từng từng dòng. Còn nếu như bạn chọn tất cả các ô này mà bạn bấm Merge and Center là nguyên cái khu này nó trở thành một ô duy nhất. Không đúng ý nha. Không đúng ý mình. Mình sẽ chọn lại, vô cái dấu mũi tên nè, chọn Merge Across. Như vậy thì nó sẽ merge theo từng dòng. Nếu như mình muốn Center thì mình bấm vô Center là xong. Merge như vậy nó sẽ dễ, dễ hơn. Cái thứ hai tương tự như vậy, đối với thứ thì nó sẽ chiếm hai dòng. Vậy chỗ này chúng ta cũng chọn ở đây, sau đó chúng ta chọn vô mệt theo kiểu như thế này thử xem nào. Này là nó báo lỗi nè, nó chỉ theo chiều ngang, cho nên khi mà chúng ta mệt như vậy mà theo chiều đứng thì nó chưa có hiểu được ý của chúng ta, được chưa? Rồi chỗ này các bạn merge center. Và chọn cái thứ hai, các bạn có thể nhấm F2. F2 để cho F4 để cho nó sử dụng lại cái lệnh trước đó. Ví dụ như mình mới vừa merge xong thì mình chọn F4 là nó sử dụng lại cái lệnh trước đó thì nó sẽ nhanh hơn. Ở chỗ này thứ, à thứ thì chúng ta không mệt, thứ thì để đây. Vậy cái ô này chúng ta sẽ kẻ khung chéo, thứ thì chúng ta sẽ tô màu hơi tím tí khác
Chỗ này chúng ta sẽ tô màu xanh đậm tí, xanh màu đậm, thì chúng ta chọn kiểu bên này đi cho nó xanh chữ trắng, chữ trắng. Rồi, và mình định nghĩa cho nó là nó xoay chữ lên. Như vậy thì ở góc trên này các bạn thấy cái hướng chữ nè. Đây, mình sẽ xoay chữ lên. Xoay chữ. Đây, xoay chữ. Chữ in đậm. Như vậy mình đã phọc mép được chữ. Nếu như màu mình muốn cho nó đậm hơn thì chọn More Color. Đậm hơn. Mình đã có giờ thứ. Ở chỗ này trong mỗi khung, cái ô thứ hai các bạn có dấu chéo. Như vậy thì ngay cái chỗ này mình sẽ vô phần More Border. Ngay cái góc mà mình kẻ khung á, mình chọn More Border. Và ở đây các bạn thấy một dấu chéo, hai dấu chéo. Ok. Tương tự như vậy đối với ô này mình cũng làm gì? Chọn vô đây một dấu chéo. Ok, mình đã có dấu chéo ở đây. Được ha. Rồi chỗ này tương tự mình có là 15:05 cho đến 17:45 nghỉ. Chỗ này Mert and Center. Chỗ này nghỉ Mert and Center. Chỗ này Mert and Center. Tương tự như vậy các bạn sẽ có những cái vị trí tương ứng ở chỗ thứ tư, thứ năm, hai tiết cuối, thứ sáu, thứ bảy. Đấy. Và các bạn sẽ điền nội dung vào ô này. Cái vùng bao này của chúng ta là có đường kẻ nét đôi, thì các bạn sẽ chọn nguyên cái ô này. Sau đó mình sẽ chọn vô kiểu, chọn vô More. Mình không có sử dụng cái này nữa ha, mình không có sử dụng cái này nữa, mình để từ từ tính sau. Hoặc là các bạn sẽ chọn cái phần outline. Chúng ta sẽ quan tâm đến outline. Đường của chúng ta là đường nét đôi. Outline, nét đôi, outline. Thì nó đã vẽ nét đôi cho chúng ta ở vùng biên. Còn ở bên trong nó vẫn giữ nguyên, không thay đổi gì hết. Nhưng ở góc này nè, góc này nè, nó không đúng các bạn. Góc này là người ta vẽ đường đôi ở đây, còn phía trên này là không có. Vậy ở chỗ này mình làm như thế nào? Các bạn chọn cái ô này thôi, chọn đúng ô này thôi, và chọn vô kẻ khung, chọn More Border. Vậy thì đối với cái ô này, cái đường biên trên bỏ, đường biên dưới bỏ, nét đôi lấy đây. Như vậy đường biên trên và đường bên trái mình không xài, mình chỉ xài đường bên phải và đường ở dưới. Thì đối với bài tập của chúng ta đã thiết kế được chỗ này. Chỗ này đường chéo hồi nãy là mình do mình bỏ đi cho nên là nó mất. Mình format lại chỗ này tí xíu. Đường chéo, ok. Chỗ này có đường chéo, mình bấm lại là nó ra. Một chéo, hai chéo. Đó, như vậy thì cái bảng của chúng ta đã format xong. Màu, các bạn sẽ chọn màu khác. Màu lá, màu vàng. Đó. Rồi màu, các bạn format vô. À, cái chữ nghỉ này, nó nghiêng. Chỗ này là nghỉ. Nghiêng, thì chỗ đây, thay vì chúng ta sẽ cho
chữ đứng thì chúng ta cho chữ nghiêng, nghiêng đây. Như vậy chúng ta đã format được cái bảng tương tự như vậy. Và các bạn sẽ lấy cái hình thầy đã gửi trong Zalo cũng như cái file đã có sẵn để các bạn format lại cái thời khóa biểu, thời khóa biểu giống với lại cái hình mà các bạn đang nhìn thấy trên Zalo. Có bạn nào hỏi gì về cái format chỗ này nữa không? Định dạng chỗ này nữa không? Định dạng này nhìn thì đơn giản nhưng mà nhiều cái bước làm ở ngay cái chỗ kẻ khung này nè. Như vậy nó hơi rắc rối chút xíu là ở chỗ kẻ khung. Bây giờ thầy nhắc lại cái phần kẻ khung thôi á. Phần tô màu và mệt sao thì thầy tạm thời không nói nữa. Bây giờ ở chỗ kẻ khung thì các bạn chưa có bất kỳ một khung nào. Các bạn sẽ chọn tất cả. Sau đó các bạn sẽ chọn vô kẻ khung. Các bạn sẽ chọn là kẻ tất cả. Kẻ tất cả. Đây. On border. Và sau đó các bạn vô cái phần more border. Chọn nét đôi. Chọn outline. Như vậy mình sẽ áp dụng cái nét đôi này cho riêng cái outline. Còn những nét khác không thay đổi. Ok. Như vậy các bạn đã có nét bên trong là nét đơn, nét bao bên ngoài là nét đôi, nhưng cái góc chỗ này khác một tí. Vậy mình sẽ sửa lại cái ô này thôi. Vậy các bạn chọn đúng cái ô này, không chọn cả bảng, chọn đúng một ô thôi. Và chúng ta vô cũng vị trí lúc nãy, more border. Đường phía trên không xài, bỏ. Đường phía bên trái không xài, bỏ. Đây mình đang chọn nét đôi. Đường phía dưới mình đổi lại thành nét đôi. Đường bên phải đổi lại thành nét đôi. Ok. Như vậy mình đã set up được cái góc chỗ này. Đường chéo thì chúng ta cũng vào border, vào more border, đường chéo. Ok. Chỗ này nghỉ. Đây vô more border. Một đường chéo, hai đường chéo. Ok. Như vậy chúng ta đã định nghĩa xong kẻ khung, xong các cái phần trong bảng của chúng ta.